công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào trong lĩnh vực trồng trọt đã được ứng dụng và đang đem lại kết quả khả quan tại Điện Biên trong vài năm gần đây. Điển hình là nuôi cấy và sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo của ông Đào Huy Hùng ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Thực tế về cái điều kiện nuôi trồng ấy, về cái đông trùng hạ thảo thì rất khắt khe. Trước tiên về cái mô hình đã, mô hình nó phải là mô hình khép kín, bắt đầu từ khâu sản xuất, làm giống, cấy vi sinh, xong đến khâu ủ tối và kích sáng. Khi ra cắt thì là đương nhiên là phải ra cắt phải một cái khu riêng, xong rồi khi cắt xong thì là phải đưa vào máy sấy, và máy sấy thì bây giờ phải là máy sấy thăng hoa. Thực tế là tôi nuôi trồng ở đây thì tôi thấy là rất phù hợp với cái điều kiện nuôi trồng ở đây, cây lấm cho ra rất đẹp và lên rất tốt. Tại xã Sam Mấn, huyện Điện Biên, hơn 1,2 hecta trồng nhiều loại cây ăn quả được ông Nguyễn Thế Mạnh sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm tự động. Với chi phí lắp đặt khoảng 35 triệu đồng, sử dụng hệ thống tưới nước tự động này giúp giảm nhân công lao động và mang tính bền vững lâu dài. Ở cái vườn này hiện nay là mất khoảng là cỡ 3 công, mà mỗi công hiện nay là 200 nghìn, là cái công lao động phổ thông. 200 nghìn hiện nay bằng là một đợt tưới hiện nay là bằng 600 nghìn một tuần, hiện nay tưới một lần. Nếu như thời cao điểm mùa mưa, mùa khô thì tuần 2 lần thì thấy rằng là cái số lượng này là số tiền quá lớn. Thì sau khi là tham khảo và tôi thấy rằng hiện nay là hệ thống tưới thì hiện nay phải là suy nghĩ làm sao tưới để này, một là tiết kiệm nước, hai là đỡ được cái nhân lực. Hiện nay là cứ khoảng một tiếng hơn tiếng thì chúng tôi ra ngắt chỗ này là chuyển sang chỗ khác. Thì hiện nay là một là nó thẩm thấu đều, hai nữa là lúc nào cây cũng có độ ẩm. Điện Biên hiện có nhiều mô hình ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao được các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân đầu tư trong sản xuất nông nghiệp như gần 5 hectare rau an toàn trong nhà lưới, trên 1.500 hectare lúa, rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp ứng dụng các quy trình sản xuất có chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ. Mô hình tưới tiết kiệm cho một số cây trồng với tổng diện tích trên 750 hectare. Bên cạnh đó, còn có các mô hình sản xuất, nuôi trồng và chế biến nấm, nuôi tảo xoắn, trồng bí xanh trái vụ. Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp có ưu điểm lớn là tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, cho năng suất cao, thân thiện với môi trường, đồng thời giúp nông dân chủ động được kế hoạch sản xuất cũng như khắc phục được tính mùa vụ và cho lợi nhuận cao hơn. Tuy số lượng, quy mô còn hạn chế, nhưng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang trở thành hướng đi đầy triển vọng cho nông nghiệp tỉnh Điện Biên.